Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại cùng với Phong thủy may mắn. Quý vị thân mến, việc bốc bát hương là việc vô cùng quan trọng trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Vậy thì bốc bát hương vào những dịp cuối năm thì cần phải có những gì và yêu cầu như thế nào? Quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi video sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn một cách cụ thể và chi tiết. Việc đầu tiên chúng ta phải bốc bát hương, đó là phải bao sái và làm sạch sẽ cho bát hương. Việc tiếp theo để bốc bát hương thì chúng ta cần phải có cốt thất bảo. Trong mỗi hộp cốt thất bảo như thế này thì chúng tôi cũng đã có những tờ hướng dẫn sử dụng cho quý vị và các bạn có thể bốc bát hương được chuẩn hơn. Và trong mỗi một gói cốt thất bảo thì chúng ta gồm những vật phẩm như sau. Thứ nhất, đó là vàng, ngũ hành thuộc kim, một trong những bảo vật đặc biệt của trời đất, không biến sắc, không nhiễm tạp, là bảo vật dẫn khí nạp tài, tượng trưng cho bình an và tài phú. Thứ hai là bạc, ngũ hành thuộc kim, bảo vật của đất, đại diện cho sự mộc mạc, chất phác, ánh sáng của trí tuệ, có ý nghĩa là sức khỏe, trường thọ và an lạc. Thứ ba là hổ phách, ngũ hành thuộc mộc, bảo vật của mộc, kết tinh hàng triệu năm, cất giữ linh khí của mộc được tôi luyện mà thành. Hổ phách thì tượng trưng cho sự hòa hợp và may mắn. Thứ tư là ngọc phỉ thúy, ngũ hành thuộc mộc, là bảo vật hình thành trong quá trình kiến tạo vỏ trái đất. Ngọc tượng trưng cho quyền lực và sự quý phái, đem lại may mắn, bình an. Thứ năm, san hô đỏ, ngũ hành thuộc hỏa, là một trong những bảo vật quý hiếm với sự kết tinh của vũ trụ vô tạp chất. San hô đỏ giúp đem lại may mắn, kỵ tà, thanh tịnh và thuần khiết. Thứ sáu là đá mã não, ngũ hành thuộc thổ, là biến thể của thạch anh với cấu trúc tinh thể mịn hơn nên có chất ngọc. Mã não tượng trưng cho hạnh phúc, sự tốt lành và hưng thịnh. Thứ bảy là ngọc trai, thuộc ngũ hành thuộc thủy, là báu vật được khai thác tự nhiên, có màu sắc tượng trưng cho tài lộc và may mắn. Cuối cùng đó là chỉ ngũ sắc, giúp dung hòa năm yếu tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngoài cốt thất bảo ra thì chúng ta còn cần đến gạo vàng thần tài. Gạo vàng thần tài được xem là một vật thần cực kỳ may mắn. Nó được chế tạo từ loại cát vàng và đá tự nhiên thuần khiết. Mỗi một công đoạn chế tác thì đều vận dụng các nguyên lý ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ một cách nghiêm túc. Sức linh nghiệm đặc biệt mạnh, là một vật thần lực mạnh mà nhà nhà đều nên có trong gia đình. Tiếp theo đó là chúng ta cần phải có cho nếp cùng với cả ngũ vị hương. Và cuối cùng là hương trầm. Bước tiếp theo đó là chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn ghi trên tờ di hiệu này. Nếu là tờ di hiệu để thờ thần tài thì chúng ta sẽ ghi phụng thờ ngũ phương, ngũ thổ, long thần, tiền hậu, địa chủ, tài thần. Việc tiếp theo chúng ta phải làm trong việc bốc bát hương, đó là chúng ta bỏ cốt thất bảo ra ngoài túi. Sau đó gói vào trong tờ trang kim này. Tiếp đến chúng ta sẽ dùng gạo vàng thần tài này rắc dưới đáy bát hương. Quý vị nên nhớ là hãy sử dụng 1/3 gói gạo vàng thần tài này thôi nhé. Rắc đều dưới đáy bát hương, xung quanh sao cho dưới đáy bát hương chỗ nào cũng có gạo vàng thần tài ạ. Khi chúng ta đã rắc đều gói gạo vàng thần tài dưới đáy bát hương rồi thì chúng ta sẽ để vật phẩm cốt thất bảo vào giữa bát hương. Sau đó, bước tiếp theo chúng ta sẽ bốc cho vào trong bát hương. Quý vị nên nhớ cho gạo nếp cùng với cả ngũ vị hương này thì chúng ta sẽ trộn đều lên với nhau. Như quý vị thấy trên bàn thì tôi đã trộn sẵn cho cùng với cả ngũ vị hương lẫn với nhau. Khi đã trộn đều lên rồi thì chúng ta bốc từ từ vào trong bát hương đã có cốt thất bảo ở trong. Khi chúng ta đã bốc đầy bát hương rồi thì chúng ta vỗ nhẹ sao cho xung quanh bát hương được đầy và đều. Gói vàng thần tài chúng ta bắt nốt
lên trên bề mặt của bát hương. Số còn lại thì quý vị và các bạn rắc đều xung quanh, sau đó là tập trung để ở giữa bát hương nhé. Việc dùng gạo vàng thần tài ở phía giữa bát hương nhiều hơn là để khi chúng ta đốt hương trầm. Đấy ạ. Khi chúng ta đặt hương trầm lên để đốt thì khi mà trầm cháy thì sẽ không bị bén vào tro cùng với cả ngũ vị hương. Khi trầm đã cháy hết thì các bạn thắp lên bàn thờ thần tài 5 nén hương. Trên đây chúng tôi vừa hướng dẫn quý vị và các bạn cách bốc bát hương chuẩn chỉ và đầy đủ nhất. Để bát hương thần tài được đầy đủ và chi tiết nhất, chúng ta hãy sử dụng những vật phẩm phong thủy chuẩn nhất. Nếu còn thắc mắc gì trong việc bốc bát hương thần tài thì quý vị và các bạn hãy liên hệ đến hotline của Phong Thủy May Mắn để được giải đáp, và hoặc để lại bình luận bên dưới video. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại vào những video lần sau.